Thưa quý khán giả, theo công văn số 6339 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, từ 0 giờ ngày hôm nay, 13 tháng 12, thành phố Cần Thơ xác định cấp độ dịch, đồng thời thực hiện các biện pháp quyết liệt tăng cường phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, cấp độ dịch của thành phố là cấp 3, 7 quận huyện cấp 4 và 2 quận huyện cấp 3. Ghi nhận ngày đầu tiên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố. Các quán ăn uống trên các trục đường chính của thành phố như Võ Văn Kiệt, Cách mạng tháng 8, Trần Gian Khéo, 3 tháng 2, Nguyễn Văn Linh, trong sáng nay, lượng khách có thưa thớt hơn. Các chủ quán cho biết, nếu như trước đây khách đông đúc, kín bàn, thì bây giờ thực hiện quy định của thành phố, quán chỉ phục vụ dưới 10 người. Thực hiện đủ 5K, khẩu trang, rồi là cồn diệt khuẩn, khoảng cách của khách ngồi quá 2 mét. Tôi cũng nhắc nhở đeo khẩu trang, rửa tay, phải giữ cho nhân viên với chủ quán. Các cơ sở mua bán tạp hóa cũng vậy, chủ cơ sở bố trí phục vụ lần lượt khách hàng, tránh tập trung nhiều người cùng lúc. Sắp xếp ra vào khoảng từ 1 đến 2 người, không tập trung đông người, không quá là 10 người, thì để đảm bảo cái an toàn phòng chống dịch COVID-19. Khách đến đông thì mình yêu cầu bảo vệ phải nhắc nhở người ta cách ly là 2 mét trở lên. Theo công văn số 6339, thành phố yêu cầu không tập trung từ 10 người trở lên nơi công cộng, hàng quán không được bán rượu bia và khuyến khích bán mang đi hoặc bán hàng tại chỗ không quá 10 người trong cùng thời điểm. Trên cơ sở này, các địa phương, mà nhất là các nơi dịch cấp 4, trong sáng nay đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể. Nhanh chóng triển khai, phát thông báo đến các hộ kinh doanh trên địa bàn để thực hiện các biện pháp tăng cường chống dịch COVID-19, như là không tập trung quá 10 người tại các địa điểm mua bán kinh doanh cũng như là phục vụ không quá 10 người, đảm bảo giữ khoảng cách là 2 mét giữa các bàn và ưu tiên là bán mang về. Chỉ đạo đối với các lực lượng phối hợp tuần tra cũng như là nhất là về đêm về việc thực hiện không mua bán rượu bia và các thức uống có cồn trên các hàng quán kinh doanh ăn uống trên địa bàn. Sáng nay thì cũng đã tổ chức các cái đoàn để ra quân nhắc ở các cái điểm đông dân cư, những chợ và các cái quán để thực hiện cái việc không tụ tập quá 10 người ngoài cái phạm vi cơ quan công sở. Đồng thời thì chỗ ủy ban phường cũng đã ra thông báo và phát hành trên 500 thông báo để gửi đến các cơ sở kinh doanh, các hộ nhân dân để triển khai thực hiện cái tinh thần của công văn 6339 của ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Chúng tôi đã tăng cường cái công tác tuyên truyền trên loa phát thanh. Ngoài ra chúng tôi cũng đã in là 300 cái bản thông báo để gửi cho các cái cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các cái quán ăn, các cái lực lượng từ phường tới khu vực để đi kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các cái trường hợp cố tình vi phạm. Cá nhân tôi cũng như là gia đình cố gắng chấp hành cho nó tốt cái quy định để phòng ngừa dịch bệnh, nhắc nhở bà con xung quanh là làm sao thực hiện cho tốt cái biện pháp 5K để ngăn ngừa cái dịch bệnh. Đối với các cơ quan công sở, ngoài việc luân phiên làm việc tại nhà, ứng dụng công nghệ thông tin, còn duy trì tốt việc kiểm tra quét mã QR code tại đơn vị đối với công dân đến liên hệ thực hiện các thủ tục để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch. Lần này, thành phố cũng tiếp tục giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm để mọi người cùng nâng cao ý thức trong phòng chống dịch, góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.